Alo, chào anh em. Cũng khuya rồi, mình cũng gắng tranh thủ hoàn thiện được ba cái lưỡi này để sáng mai gửi cho anh khách. Tại vì mai mình mất bận đi dạy rồi. Ở đây thì ba lưỡi có ba kiểu luôn nha anh em. Đó, đòn thép 2 ly hết, móng heo, trứng rùa với một lưỡi mồi lươn. Thì các cái kiểu kia thì quá quen thuộc rồi. Ba cái lưỡi này thì mình đều khoan giống như nhau nha anh em. Khoan lỗ tròn lồng điện hết luôn đó. Và anh em xem cái lỗ khoan của mình nè, một ly nha, rất là dày dặn, rồi ba cái thì như một luôn đây đó. Rồi hai cái lưỡi này thì quá quen thuộc rồi cho nên cũng không cần phải nói, mũi ngạnh, độ bén, độ cứng nhân dân. Thì cái lưỡi này á, mình làm nó nhỏ thôi, tại vì anh khách anh dặn anh câu cá nhỏ thì anh em thấy mũi mình làm rất là tinh nha. Cá nhỏ mà đâu cần phải to làm gì đâu, quan trọng là nó bén, với lại thép này nó cứng nữa cho nên là rất là an tâm cái vấn đề mũi. Còn cái lưỡi này thì tại sao lưỡi mồi lươn mình lại làm cái lưỡi nhỏ như vậy? Thì cái lưỡi này khoảng 5 phân mấy, gần 6 phân thôi. Đó. Thì mình thấy cái lưỡi này rất là hay nha anh em. Anh em có thể câu mồi lươn hoặc là câu mồi nhái treo luôn đều được hết. Đó. Cái ưu điểm của nó là cái mồi nó sẽ rất là đẹp. Mồi sẽ rất là đẹp, bơi sẽ rất là đẹp. Thứ hai nữa, nếu mà anh em ở thành phố á thì khó kiếm nhái, đôi khi anh em chạy ra chợ mua hai con lươn nhỏ thì anh em bỏ theo anh em đã câu được rồi. Trong khi nếu mà anh em muốn kiếm con nhái thì lại rất là khó. Đó. Thì cái lưỡi này lại rất là hay. Và anh em thấy không? Cái lưỡi này rất là đẹp nha. Mũi ngạnh, độ cong đồ rất là hoàn hảo luôn. Đó. Cái lưỡi này mình rất là ưng ý. Với lại mình khoan khoan lỗ rất là bền nữa. Ba lưỡi này sáng mai gửi cho anh khách luôn. Mấy lưỡi này thì cá nhỏ bự bắt hết nha anh em, to nhỏ thì bắt hết. Mũi thì nó có một cái độ cong nhẹ cho nên là giật nó rất là ngọt đó. Anh em xem ba cái lỗ nè, rất là đều nha, dày dặn nha. Ok, nếu anh em nào cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo với mình ha. Đây cũng là ba cái lưỡi cuối cùng mình không còn nợ hàng nữa nha anh em đó, không còn nợ đơn hàng nào của anh em nữa. Cho nên là có thể nghỉ ngơi được bữa hay bữa rồi anh em đặt thì mình làm tiếp 3 tháng liền rồi đó. Từ hồi trước Tết tới giờ là bây giờ mới mới được rảnh đó anh em. Tại vì tháng này á, là tháng nắng cho nên là ít đi câu đó. Ok, mình rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ mình với lại chờ đợi lưới câu của mình ha. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo. Chào anh em.